Cô chào các bạn học sinh lớp 5. Hôm nay cô và các bạn cùng bước vào tiết đạo đức qua bài Có chí thì nên. Bài học ngày hôm nay, các con cần nắm được một số mục tiêu như sau: Biết được một số biểu hiện của người sống có ý chí. Biết được người có ý chí có thể vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống. Cảm phục và noi theo những gương có ý chí vượt lên những khó khăn trong cuộc sống để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội Cô và các con cùng đọc phần thông tin trong sách Trần Bảo Đồng sinh ra và lớn lên ở thành phố Bà Lê Cu, tỉnh Gia Lai Nhà đồng nghèo, đông anh em, cha lại hay ốm đau nên càng khó khăn Hàng ngày, ngoài giờ học, Đồng phải giúp mẹ đi bán bánh mì. Đồng không chỉ biết sử dụng thời gian hợp lý mà còn có phương pháp học tập tốt. Nhờ đó, suốt 12 năm học, Đồng luôn là học sinh giỏi. Năm 2005, Đồng thi vào trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh và đỗ thủ khoa. Khi được nhận học bổng Nguyễn Thái Bình, Đồng gọi điện về nhà, nghẹn ngào nói: Ba mẹ đã cho con niềm tin và ý chí phấn đấu trong mọi hoàn cảnh, giờ đây con phải học thật giỏi để sau này có thể đỡ đần mẹ, chăm sóc ba cùng các em và để đền đáp sự chăm lo, giúp đỡ mà mọi người đã dành cho con. Theo Bích Thanh, Báo Thanh niên, số 286, ngày 14 tháng 10 năm 2005. các con vừa đọc xong phần thông tin bây giờ các con hãy suy nghĩ và trả lời cho cô các câu hỏi của bài: câu hỏi thứ nhất Trần bảo đồng đã gặp những khó khăn gì trong cuộc sống và trong học tập câu hỏi thứ hai Trần bảo đồng đã vượt qua khó khăn để vươn lên như thế nào câu hỏi thứ ba em học tập được những gì từ tấm gương đó À, bây giờ cô và các con sẽ cùng kiểm tra câu trả lời của mình nhé. Câu hỏi số 1: Những khó khăn của Đồng. Những khó khăn của Đồng đó là nhà nghèo, đông anh em, cha mẹ ốm, vừa học vừa phải đi bán bánh mì. Câu hỏi số 2: Cách vượt qua khó khăn của Đồng. À, cô cũng tin rằng các con cũng có câu trả lời giống như cô đó là đồng biết sử dụng hợp lý thời gian có phương pháp học tập tốt vì thế suốt 12 năm học đồng luôn là học sinh giỏi năm 2005 đồng đã thi đỗ thủ khoa vào trường đại học khoa học tự nhiên ở thành phố Hồ Chí Minh và nhận được học bổng Nguyễn Thái Bình câu hỏi số 3 em học tập được những gì từ tấm gương đó À, như vậy, qua tấm gương của đồng Thì chúng ta đã học tập được ở đồng à, Rất nhiều những cái tấm gương tốt à, Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn đến đâu Nhưng nếu có niềm tin, có ý chí, quyết tâm phấn đấu Thì sẽ vượt qua được mọi hoàn cảnh các em ạ à. Các em biết không, dù hoàn cảnh rất khó khăn Nhưng... Trần Bảo Đồng đã biết cách sắp xếp thời gian một cách hợp lý à, và có phương pháp học tập tốt, nên anh đã vượt, vừa, vừa giúp đỡ được gia đình cũng như là học rất giỏi. Các em cần à, học theo tấm gương của Trần Bảo Đồng nhé. Và đây là hình ảnh của cô trò vượt đèo, lội suối. Mặc dù con đường đến trường đầy gian nan, à, thử thách nhưng vẫn cố gắng nắm chặt tay nhau để đến trường... đó là việc làm đầy ý chí và nghị lực trong cuộc sống đúng không các em... và trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có thể gặp khó khăn nhưng nếu có niềm tin và có sự cố gắng vượt qua thì sẽ thành công... đó chính là nội dung của bài học ngày hôm nay... sau đây cô xin mời các con cùng đọc thầm phần ghi nhớ của bài... Trong cuộc sống, ai cũng có thể gặp khó khăn, nhưng nếu có niềm tin và cố gắng vượt qua thì có thể thành công. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Hồ Chí Minh. Bốn câu thơ là lời nhắn nhủ của Bác Hồ với thanh niên Việt Nam rằng việc gì khó mấy cũng làm được, chỉ cần quyết chí bền lòng để giúp các em biết được biểu hiện của người có ý chí chúng ta cùng bước vào các bài tập sau cô và các con cùng bước vào bài tập thứ nhất: những trường hợp nào dưới đây là biểu hiện của người có ý chí: câu A nguyễn ngọc ký bị liệt cả hai tay phải dùng chân để viết mà vẫn học giỏi câu B dù phải trèo đèo lội suối vượt đường xa để đến trường nhưng mai vẫn đi học đều (câu c vụ lúa này nhà bạn phương mất mùa nên có khó khăn phương liền bỏ học) [câu d chữ bạn hiếu rất xấu nhưng sau hai năm kiên trì rèn luyện nay hiếu viết vừa đẹp vừa nhanh] yêu cầu của bài là chỉ ra những trường hợp nào là biểu hiện của người có ý chí các con sẽ dùng bút mình khoanh tròn trước những ý con cho là biểu hiện của người có ý chí cô mời các bạn cùng dần màn hình và làm bài tập nhé bây giờ cô và các con mình cùng kiểm tra nhé cô đã khoanh vào các ý à, a b và d cô cũng tin rằng các con đều có câu trả lời giống như cô câu a nguyễn ngọc ký bị liệt cả hai tay phải dùng chân để viết mà vẫn học giỏi câu b dù phải trèo đèo lội suối vượt đường xa để đến trường nhưng mai vẫn đi học đều câu d chữ bạn hiếu rất xấu nhưng sau hai năm kiên trì rèn luyện nay hiếu vừa viết đẹp vừa nhanh à đó là những trường hợp biểu hiện của người sống có ý chí các con ạ à. Cô mời các em cùng xem một số hình ảnh về bác Nguyễn Ngọc Ký đang làm việc. À, đây là hình ảnh của thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký bị liệt cả hai tay, phải dùng chân để viết, nhưng bác vẫn học rất giỏi các con ạ. À. Mình cùng bước qua bài tập số 2. Em có nhận xét gì về nhận ý kiến dưới đây? Câu A: Những người khuyết tật dù cố gắng học hành cũng chẳng để làm gì. Câu B: Có công mà sắc, có ngày nên kim. Tục ngữ. Câu C: Chỉ con nhà nghèo mới cần có ý chí vượt khó, còn con nhà giàu thì không cần. Câu D: Con trai mới cần có ý chí. Câu D: Kiên trì sửa chữa bằng những khiếm khuyết của bản thân, nói ngọng, nói lắp cũng là người có ý chí cô mời các con mình cùng dần màn hình suy nghĩ và nêu lên những nhận xét về những ý kiến nêu trên các con nhé bây giờ cô và các con mình cùng kiểm tra kết quả nhé câu a những người khuyết tật dù cố gắng học hành cũng chẳng để làm gì à ý kiến này là hoàn toàn sai dù khuyết tật nhưng họ vẫn có thể làm được công việc đặc thù khác nhau Mỗi người sinh ra đều không vô dụng, ai cũng có vai trò riêng của mình và chưa được khám phá mà thôi: à, tiêu biểu nhất đó là trường hợp của thầy nguyễn ngọc ký dù bị liệt cả hai tay mà thầy vẫn cố gắng vẫn làm giáo viên. [câu B] có công mài sắc có ngày nên kim tục ngữ: câu này là hoàn toàn đúng, có công sức kiên trì làm một việc gì đó thì sẽ gặt hái được thành công của mình. Câu C, chỉ con nhà nghèo mới cần có ý chí vượt khó, còn con nhà giàu thì không cần. À, ý này không sai hoàn toàn các con ạ. À. Con nhà giàu thì cần vươn lên để làm giàu hơn nữa. Nói chung có ý chí là điều cần thiết của mọi con người, không phân biệt nhà giàu hay nhà nghèo. Câu D, con trai mới cần có ý chí. Câu này ý kiến là sai, dù con trai hay con gái thì cũng đều cần có ý chí trong cuộc sống. Câu D, kiên trì sửa chữa bằng nhận khiếm khuyết của bản thân, nói ngọng, nói lắp cũng là người có ý chí. Câu này là đúng các con ạ. À phải có ý chí, nghị lực và kiên nhẫn thì mới có thể sửa chữa được những khuyết điểm đó. Cô khen các con đã có những ý kiến hay, trong cuộc sống có rất nhiều tấm gương có ý chí, các con nên làm theo các con nhé. Qua bài học ngày hôm nay, các con cần ghi nhớ nội dung của bài, trong cuộc sống ai cũng có thể gặp khó khăn nhưng nếu có niềm tin và cố gắng vượt qua thì có thể thành công, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Hồ Chí Minh. Qua bài học ngày hôm nay, các con đã biết tự mình vượt qua khó khăn trong cuộc sống, luôn tự tin để vượt qua mọi khó khăn, thành công trong cuộc sống. Bài học ngày hôm nay đã kết thúc. Các con xem lại bài và chuẩn bị bài 4 sách giáo khoa trang 12 cho cô nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở tiết học lần sau. Chúc các con luôn chăm ngoan, học giỏi và giữ gìn sức khỏe thật tốt các con nhé.